nhá. Để xem nào, cầu về 141 đi. Quả này thì về hội nhà cái là cái chắc này. Quả này mà không về mới lạ đấy anh em. Nó về 141 mà, đúng không? Quá chuẩn là đường khác chứ còn gì nữa. 8 điểm kìa. 8 điểm là đủ ăn rồi. Rực rỡ chưa? Mới vào quất nhà cái 78k anh em ạ. 1. Bạn này lại về nhà cái tiếp này. Dễ về cầu 144 này. Nó về 44 lại ấm luôn này nhỉ. Rồi máy thế nhỉ. Vẫn đớp 150 nữa anh em. Cầu về như thế này thì làm sao mà thất bại được. Lại về nhà cái tiếp này anh em. Đi cầu 44 này. Dễ về cầu 144 lắm này. Làm sao trật được quả này. Hay nhà con cũng đánh ngang ngựa luôn kìa. 7 cơ. Rồi. Đã thế nhỉ, 9 kìa. Rực rỡ chưa. Cái quả này thì rõ ràng là về cầu 44 này anh em. Không phải bàn cái gì nữa cả. Quả này mà không về 44 thì còn về con gì. Quả này rõ ràng là cầu 44 mà, đúng không? Ta sao được quả này. Mà thấy nhà cái, nhà con đánh quá trời luôn kìa anh em. Đôi 10 kìa. Máy thế 8 điểm nha. Đớp cầu 44 kìa. Mà nhà con đánh quá trời luôn anh em ạ. Thấy lo thế. Chắc mình ra vào lại nhá. Mới vào quật biệt 4 tay. Quá ngọt ngào. Ra vào lại cho nó rực rỡ anh em ạ. À đủ. Cầu về kiểu gì đây. Lại về 414 nữa à. 514 à. Con này lại về nhà. Rồi nhà con kia. Đã thế nhỉ. Đúng vào con Carwin này kiếm tiền không hề khó luôn anh em ạ. Anh phạt con Carwin này mà non ngày vài trăm một cụ là quá dễ luôn. Cầu về đẹp chứ kìa. Lại về nhà con tiếp này. Đi cầu 515 đấy anh em. Lúc nãy về cầu 144. Quả này lại về cầu 155 này. 515 này. Vãi nhà cái đánh quá trời luôn anh em ạ. Rồi. Mày quá sáu đủ ăn nhá. Rực rỡ chưa. Hai củ kìa. Đá thế nhỉ. Mình thấy còn Carwin càng ngày kiếm tiền càng dễ anh em. Quả này thì bè về con là cái chắc. Nhà cái là cái chắc này. Đi cầu 5151 này. Quả này mà không về nhà con thì về con gì. Ê, không về nhà cái thì về nhà gì. Cậu về 51 mà. Chạy ra được quả này anh em. Thế nhà con đánh ở 45 củ luôn kìa. Vãi nhờ. Anh em thấy bắt cầu rực rỡ chưa. Bắt cầu quá đẹp anh em. Nhà con nó chơi 44 củ lên. 45 củ. Mà nhà cái có 15 củ cũng đủ đớp anh em. Đá chưa. Cậu về quá đẹp. Cậu về như thế này muốn thua cũng nghe khó anh em ơi. Lại về 1-1 tiếp này. Cậu về 1-1 là cái chắc này nha. Phải nhà cái cũng đánh quá trời kìa. Đấy. Mình đánh bên số ít là sẽ thắng anh em ạ. Thêm 5 củ rưỡi nữa kìa. Rực rỡ chưa. Bắt cầu như thế này muốn thua cũng nghe khó anh em ạ. Cậu về quá đẹp luôn. Hãy cho anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Cho các anh em may mắn là thắng lớn với cả Win 68 nhé anh em. À đù, một củ hai vẫn đớp kìa. Đã thế nhỉ. Nhà cái khi nào cũng đánh nhiều rồi anh em ạ. Cái quả này mình không tự tin mình chơi một củ hai mà vẫn đớp anh em. Đấy, mình thấy con Win từ đầu năm tới giờ tuần nào cũng có sự kiện khủng anh em ạ. Đấy, tuần nào cũng giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng luôn đấy. Thử quất nhẹ nhàng muốn cụ nữa xem sao. Vãi chứ kìa. Ma cầu về. Bay mất 4 cụ 6 kìa. 1-2-1. Đi cầu 1-2-3 này. Mình bắt nhà cái tiếp này. Quả này mà không về 1-2-3 thì mình không bao giờ chơi bắc cắt rát nữa nhỉ. Vãi nhà con đánh nhiều thế nhỉ. Cầu về 1-2-3 mà. Chạy đường nào được quả này nhé. Đấy, chạy sao được. 10 củ luôn anh em.
Đã thế nhỉ? Đúng kiếm tiền con cá quy này không hề khó luôn. Bọn này thì 1, 2, 3 thôi. Đi cầu nhà cái tiếp anh em ơi. Anh em nào mà chưa tại game thì link tại với link nhận cốt miễn phí. Mình ghi mọi bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Đây nhà cái đi, đừng chơi nhà con làm gì. Cậu về 1, 2, 3 mà. Chạy sao được quả này. 5 điểm kìa. Đấy, rực rỡ chưa? Vãi thật anh em. Bắt cầu quá chuẩn. Đúng cầu về 1, 2, 3 luôn. Đã thế nhỉ? Hồi chắc mình nghỉ thôi anh em ạ. Đầu tuần vào vốn 78k chốt like 34 củ. Quá ngọt ngào. Rực rỡ quá anh em ơi. Hồi chắc mình nghỉ nhá. Chốt like như thế này là quá kinh khủng rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. Chào anh em.